Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 126 Đến ngọn núi cao nhất của dãy núi Bạo Quân nơi đây quanh năm được bao phủ bởi những đám mây đen không hề tiêu tán bạo quân hoang lôi chính là nằm ở nơi này tạo thành một khu vực điện trường hồn lôi ở trong đó đã trải qua rất nhiều năm tháng cuối cùng thành thục đến đây mạc phàm có hỏi à, a toa nhị nhã vì sao không đi làm chuyện của cô ấy trước nhưng à, a toa nhị nhã nói rằng sẽ giúp hắn lấy được hồn lôi trước như vậy thì họ sẽ càng có sức mạnh hơn đi đến một khe núi phát ra lôi điện mãnh liệt mạc phàm thấy cường độ lôi điện ở nơi này vô cùng mạnh nhìn qua giống như một lớp cấm chế dày đặc, bọn chúng tùy ý bay loạn, có thể đánh xuyên tất cả vật cứng rắn nào. Nhiều chướng ngại vật như vậy, chúng ta làm sao mà qua được đây? Mạc Phàm nói. Đây cũng không được xem là chướng ngại vật đâu, anh không chú ý tới cái khác sao? A à, Toa nhị nhã nói. Lúc này Mạc Phàm mới để ý, hắn liếc mắt nhìn bốn phía và phát hiện, ở đây có chín con yêu cầm, màu sắc của bộ lông rất dị thường, đang nằm gật gà gật gù trên vách đá. Hồn trùng giống như một suối nguồn năng lượng, vì để nuôi dưỡng thực lực, đương nhiên các loại yêu ma sẽ đến đây chiếm địa bàn. Nói cách khác, hai người bọn họ đã nằm trong địa bàn của chúng, chỉ cần đi vào lấy bạo quân hoang lôi, liền sẽ bị bọn nó công kích. Đám con rời này được gọi là phong viêm lôi thú, sở hữu ba loại ma pháp có thuộc tính mãnh cầm, thực lực của chúng cực kỳ cường đại, có thể nói là yêu ma bên trong ma vũ song tu. Bọn chúng tu phong 10 năm, tu hỏa 10 năm, tu lôi 10 năm, sau khi lôi tu viên mãn, sẽ lột xác thành tam lôi ma thú có ba cái đầu, thực lực có thể đạt đến đỉnh phong cấp thống lĩnh. Mạc Phàm nghe thấy A Toa Nhị Nhã nói lên lai lịch của đám gia hỏa này, thì xanh cả mắt mèo, tất cả đều là cấp thống lĩnh cả rồi, vậy mà phải giết hết mới có thể lấy được bạo quân hoang lôi, điều này thật không hề khả thi một chút nào. Hắc ám kỵ sĩ của A Toa Nhị Nhã miễn cưỡng có thể giết một con, Mạc Phàm giết được một con, khế ước thú của hắn cũng chỉ có thể giết một con, vậy là còn 6 con nữa, ai sẽ giết? A Toa Nhị Nhã đưa ra một đề xuất, cô ấy nói đây là ngọn núi của con sơn lĩnh Titan, kêu Mạc Phàm đi dẫn dụ bọn chúng tới đây đánh nhau với Lũ Yêu Cầm, đồng thời đưa cho hắn một viên đá hữu tội. Mạc Phàm nhìn thấy viên đá này liền sững sốt hỏi: "Cô lấy món đồ này ở đâu ra?" "Trộm đấy." À, A Toa nhị nhã đáp. Mạc Phàm bó tay rồi, chưa từng thấy ai trộm đồ mà còn ra vẻ bình tĩnh ung um dung như vậy. Quả thật, coi báo động ở nhà Triệu Hữu Càn, chính là do cô ta tái máy chân tay. Mặc dù Mạc Phàm có hơi miễn cưỡng, hắn cứ cảm giác như à, A Toa nhị nhã đã dẫn dụ hắn tới đây, thế nhưng vì bạo quân hoang lôi, hắn vẫn phải làm theo lời cô ấy nói. Hắn cầm theo đá hữu tội, chạy đến một đỉnh núi mà mời gọi con sơn lĩnh Titan. Sơn lĩnh Titan vừa nhìn thấy viên đá hữu tội trên tay Mạc Phàm, đôi con mắt vô thần liền trở nên sáng rực. Nó liền đứng dậy, đuổi theo Mạc Phàm, những bước di chuyển của nó khiến cho cả ngọn núi rung chuyển kịch liệt, cứ giống như là đang xảy ra động đất. Mạc Phàm đổ cả mồ hôi lạnh, chết mẹ rồi, bị nữ nhân kia chơi đều rồi. Hắn vội vàng gọi ra huyết thú hoa, ám tước đấu bồng, sau đó thì dùng độn ảnh để di chuyển, chạy tới chỗ của A Toa Nhị Nhã. Vừa tới nơi, A Toa Nhị Nhã triển khai ra một tầng bảo hộ màu đen, bao bọc lấy hai người ở trong, ngăn cản không cho khí tức thân thể bọn họ tản ra ngoài. Ở trong tầng bảo hộ này, cho dù năng lực của hai người có mạnh mẽ tới đâu, Sơn Lĩnh Titan cũng không thể phát hiện ra được. Lúc này, sự chú ý của Sơn Lĩnh Titan đã bị đám phong viêm lôi thú thu hút. Vừa mới thấy một kẻ to xác bước chân vào địa bàn, đám phong viêm lôi thú liền nhào ra đạp gió khè lửa, điên cuồng không kích sơn lĩnh Titan, hùng vĩ đến mức mấy chục cây số bên ngoài đều có thể thấy những cảnh này. Mạc Phàm nhìn thấy như thế, không khỏi nuốt vào một hơi khí lạnh, sở dĩ sơn lĩnh Titan phát điên khi nhìn thấy viên đá, đó là vì nó đã bị thần miếu Parthenon xua đuổi, nỗi sỉ nhục này đã hằn sâu vào tâm trí của nó. Mà viên đá hữu tội này lại là một trong những biểu tượng của thần miếu, cho nên ra hỏa đó nhìn thấy liền điên tiết. Mạc Phàm trả lại viên đá cho A Toa nhị nhã, thu hút sự chú ý của đám phong viêm lôi thú chỉ là phụ, Bọn họ vẫn còn chuyện chính phải làm, đó chính là đi lấy Bạo Quân Hoang Lôi, đi đến khe núi chứa đựng hồn lôi, Mạc Phàm chỉ thấy hồn lôi trông như một quả bóng tennis, nhìn qua chẳng có chút năng lượng cường đại nào, nó ngược lại trông giống như một sinh mệnh nhỏ bé ở khe núi này hơn. À, A Toa nhị nhã lấy ra một khối đá màu tím, vừa giơ lên một cái thì tất cả nguyên tố lôi ở xung quanh đều bị thu hút vào viên đá này. Cô ấy bảo Mạc Phàm xuống lấy hồn lôi, thử xem hồn lôi có tiếp nhận hắn không. Mạc Phàm cũng chẳng lường được bước đi này, tiền đã trao rồi, cả mấy trăm triệu đấy chứ ít ỏi gì đâu, giờ mà hồn lôi không nhận hắn, công cái quốc bấy lâu nay đành coi như đổ sông đổ bể. Sau đó thì hắn mon men đến gần hồn lôi, nhưng chỉ vừa mới đụng vào hồn lôi, Mạc Phàm liền bị giật cho té khói. Đúng như lời đồn, hồn trùng tự có bản tính riêng của nó, viên hồn lôi này thật sự khó chiều chuộng. Nhẹ nhàng chiếm lấy nó quả thực là không có tác dụng, Mạc Phàm phát hiện hồn lôi này, tỏ ra cứng rắn với mình, hắn cũng phải dùng cách cứng rắn hơn để thu phục hồn hôi đứng ở bên ngoài, A Toa nhị nhã chỉ nghe thấy những tiếng nổ xoèn xoẹt, đôm đốp. Mạc Phàm hết lần này tới lần khác không chịu bỏ cuộc, dòng dã muốn chiếm lấy hồn lôi đến tận hai chục lần. Với thể chất ác ma của hắn, căn bản là không ngại va chạm, nếu đổi lại là pháp sư hệ lôi khác, sợ là đã không thể trụ nổi. Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng, sau 20 lần va chạm, A Toa nhị nhã phát hiện bạo ngược và ngạo khí hồn lôi đã bị ma sát hết rồi, chỉ còn lại là lôi điện chi lực tinh khiết. Bây giờ mới chịu nghe lời sao? Được lắm, chính là lần này, mạc phàm bắt đầu nhất cổ tác khí lấy ý niệm ma pháp của tất cả các hệ bắt đầu tiến công phòng tuyến của bạo quân hoang lôi một lúc sau bao quân hoang lôi đã dần dần tiến vào khuynh hướng chấp nhận dung nạp nhưng đúng lúc này đám phong viêm lôi thú đã phát hiện ra sự khác biệt của hồn lôi bọn chúng bắt đầu chuyển mục tiêu về băng cướp hai thành viên của mạc phàm thấy vậy mạc phàm liền gọi tiểu viêm cơ ra hỗ trợ hắn kéo dài thời gian à, a Toa nhị nhã cũng gọi ra hắc ám kỵ sĩ dặn mạc phàm chỉ được thử thêm 3 lần nữa nếu không dung nạp được hồn lôi thì phải cấp tốc rời đi đáng chết nhanh tới đây cho ta mạc phàm có chút vội vàng sao động nào ngờ lần này bạo quân hoang lôi bài xích càng mạnh hơn đó đã là lần thử cuối cùng nếu thất bại coi như điều quăng chó hết ta mới là lôi điện pháp vương mạc phàm bị lôi điện cuốn lấy toàn thân lôi điện phát ra từ hồn lôi đang điên cuồng đả kích lên thân thể hắn nhưng hắn vẫn là nắm chặt không buông cho dù y phục trên người đã bị đánh rách te tua cũng không bỏ cuộc làm lộ từng thớ cơ bắp chắc nịch như thép đúc à, a toa nhị nhã đứng ở sau lưng hắn nàng kinh ngạc nở ra một nụ cười nam tử trước mắt bên bỉ và dẻo dai hơn cô nghĩ nhiều không hề giống phong cách tản mạn và lười biếng như mọi người thường thấy cương mãnh chỉ sợ đại đa số pháp sư đều không có được cái tố chất này tôi sẽ giúp anh kéo dài thêm mấy phút a à, tòa nhị nhã thấy mạc phàm cùng lôi điện vật lộn như vậy cuối cùng mở miệng nói nàng bắt đầu bày trận nhưng đúng lúc này thì mạc phàm chậm rãi xoay người lại và nói không cần đâu lôi điện chạy tán loạn trên đường cong cơ thể của hắn ngay cả mỗi bước di chuyển đều có vô số tia lôi điện đánh loạn lên trên mặt đất đôi mắt đầy tia máu lúc này đã chậm rãi lắng xuống tựa hồ như bị bạo quân hoang lôi ảnh hưởng trong con mắt lại mang theo một màu đen lạnh nhạt cùng cao ngạo à, a toa nhị nhã có chút thất thần trước đó cô còn cảm thấy tên này là một pháp sư vô cùng bình thường vậy mà bây giờ đã giống như bá á vương của lôi điện cỗ kiêu ngạo cùng ngông cuồng đều hội tụ hoàn toàn ở trong ánh mắt và tư thái chúc chúc mừng à, a toa nhị nhã nói quần áo rách tả tơi mạc phàm liền gọi ra huyền xà khải giáp bao bọc lại thân thể của mình đi ra từ trong khe núi Mạc Phàm nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ đang vất vả đối kháng với hai con phong viêm lôi thú, cùng là cấp thống lĩnh, lấy một địch hai quả thật là có chút khó khăn cho con bé. Mà lúc này Sơn Lĩnh Titan cũng đã bị bốn con yêu cầm khác đuổi đi xa hơn, rõ ràng là không có ý đồ quay lại chơi tiếp nữa. Lúc này từ đám mây đen ở trên đỉnh núi, đột nhiên có một tia sét sáng lóa chói người đánh xuống thân thể Mạc Phàm, tạo ra những mảnh lôi điện hình phiến bay lơ lửng sau đó thì càng có nhiều đạo sấm sét đánh xuống hơn, dường như năng lượng lôi điện ở xung quanh đều hội tụ lên trên cơ thể của hắn, dần dần trải rộng ra bốn phía, trực tiếp tạo thành bạo quân lĩnh vực. Thương lôi chảo, tay mạc phàm nắm thành hình chảo, thoáng chốc từ trong đám mây đen xuất hiện ra một lôi chảo đáng sợ, tựa như một loại ma quỷ có tà tính cực lớn, gọn gàng nhanh chóng bắt lấy một con phong viêm lôi thú đang định công kích tiểu viêm cơ. Con phong viêm lôi thú này chưa tu lôi được bao lâu, hiển nhiên là không chịu đựng nổi một đòn này, thương lôi chảo liền điên cuồng đánh phá thân thể của nó, những sợi lông có màu sắc kỳ dị bay tứ tung. Hoang lôi chi ngấn, con phong viêm lôi thú rơi xuống trong cơn sốc, trên người còn mang theo một chút sắc lôi ti nhợt nhạt. Bỗng nhiên, có bảy đạo phích lịch liên tục đánh lên trên thân của nó, khiến cho con hàng này phải kêu rên liên hồi. Mạc Phàm không khỏi có chút xúc động, lúc trước hắn còn tưởng, hoang lôi chi ngấn chỉ là đánh một đạo phích lịch, nào biết được nếu hắn đánh ra bao nhiêu cái hoang lôi chi ngấn, liền sẽ có từng đấy đạo phích lịch đánh thêm vào mục tiêu. Ngay sau đó, Mạc Phàm lại khóa chặt thêm một con phong viêm lôi thú, lập tức đem lôi ấn cấp 5 của mình nện lên người nó. Hàng trăm đạo sấm sét xẹt qua thân thể Phong Viêm Lôi Thứ, nhưng chỉ lưu lại hoang lôi chi ngấn lên trên người nó mà thôi. Mặc dù lôi ấn đã là cấp 5, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là sơ giai ma pháp, không thể đả thương sinh vật cấp thống lĩnh được, cho nên mặc Phàm lại phải đánh ra thêm cái lôi ấn thứ hai. Đạo lôi ấn thứ hai vẫn giống như đạo lôi ấn đầu tiên, chỉ là lưu lại hoang lôi chi ngấn lên trên thân của Phong Viêm Lôi Thứ, mà ở trong bạo quân lĩnh vực, nếu như xuất hiện hai cái hoang lôi chi ngấn, liền sẽ dẫn ra bạo quân chế tài nhưng mà Mạc Phàm chưa thể để Bạo Quân chế tà xuất hiện bây giờ được, hắn muốn lưu lại thật nhiều hoang lôi chi ngấn trên người con hàng kia, sau đó dùng Bạo Quân chế tài để kết thúc tất cả. Thích lôi, Mạc Phàm đem tất cả năng lượng lôi điện vừa hấp thu được thả ra ngoài, thoáng chốc lôi điện đã sắp xếp thành từng đoàn, điên cuồng phóng xuống con phong viêm lôi thú. Lôi điện điên cuồng đánh xuống, con phong viêm lôi thú đến một chỗ trốn cũng không có, sau khi bị công kích nhiều lần, nó liền rớt xuống như sum dụng. Điều đáng chú ý là trên người con hàng này đã lưu lại rất nhiều hoang lôi chi ngấn, Mạc Phàm chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những hoang lôi chi ngấn này liền sáng lên lập lòe. Từ đám mây đen trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi điện to đến bá đạo, hình dáng cứ tựa như là một con rồng điện vậy đó, uốn lượn gào thét giống như một hung thần. Bạo quân chế tài. Theo sự khống chế của Mạc Phàm, bạo quân chế tài gào thét lao đi, đánh trúng chính giữa thân thể con phong viêm lôi thú. Con hàng này lúc nãy đã bị Hoang Lôi chi ngấn tấn công liên tục, nay lại bị Bạo Quân chế tài đánh cho thủng một lỗ trên thân, coi như đã mất đi nửa giả cái mạng bắt đầu chạy chối chết lao tới chỗ của đồng bọn nó nhìn thấy sinh vật cấp thống lĩnh gặp mình còn bỏ chạy trên gương mặt của mạc phàm lộ ra một nụ cười thiếu dung đừng tham chiến nữa nhân lúc con đại phong viêm lôi thú chưa xuất hiện nhanh chóng rời khỏi đây thôi a toa nhị nhã nói mạc phàm nhẹ gật đầu đã thu được hồn chủng lôi mạc phàm cũng không muốn dây dưa với đám này thêm nữa dù sao bọn chúng cũng có đến 9 con không có sự hỗ trợ của sơn lĩnh titan đối phó vẫn là rất khó đi về hướng này a toa nhị nhã đột nhiên chỉ vào khe núi và nói chúng ta không phải mới từ đó đi ra sao mạc phàm sửng sốt nói đừng nói nhiều như vậy mau vào xa toa nhị nhã gắt một câu trong lúc còn đang do dự con phong viêm lôi thứ lớn nhất đã quay trở về khí thế của nó nhìn qua vô cùng phẫn nộ rồi mạc phàm không vì có được hồn chủng mà lại đi đối đầu với nó dù sao thực lực của nó cũng rất là đáng gờm mạc phàm cùng a toa nhị nhã thu lại khế ước thú sau đó tiến vào sâu hơn trong khe núi vừa đi hắn vừa cảm thấy kỳ quái trong lòng cô ta sao biết trong này có đường đi còn mình rõ ràng là người giúp cô ta thông qua chứng ngại vật bạo quân hoang lôi này. Đây rõ ràng là mục đích của cô, còn nói là lấy nạo quân hoang lôi để có thêm sức mạnh hay sao, mạc phàm chất vấn. Tôi cũng đâu có lừa anh, bạo quân hoang lôi anh cũng lấy được rồi, nó thật sự là hàng cao cấp mà, à tòa nhị nhã nói. Tôi chỉ là thấy sót tiền của mình thôi, mạc phàm lầm bẩm một câu. Tôi thì cảm thấy bao nhiêu đó vẫn còn hơi ít đấy, à tòa nhị nhã nói. Chúng ta đang đi đâu đây? Đỉnh núi. Kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê view triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia